đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích lúc nửa đêm ở Hà Nội. Khuya hôm qua, tại Hà Nội, ghi nhận trường hợp một bé gái học lớp 6 mất tích lúc nửa đêm tại chính căn nhà của mình. Theo chị Kiều Loan, là mẹ bé gái mất tích, Lương Kiều Yến Nhi, sinh năm 2009, học lớp 6, trú tại thôn Thái Bạc 1, xã Tòng Bạc, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, cho hay bé Yến Nhi đêm ngủ trong nhà, đến sáng hôm sau gia đình vào gọi dậy thì không thấy con đâu. Trước khi con gái đi có để lại dòng chữ con học kém, làm bố mẹ buồn nên con đi, con sẽ liên lạc về nhà. Tuy nhiên, gia đình chị khẳng định đây không phải là lời của con gái viết ra. Họ nghi ngờ đây là dòng chữ của người đưa con gái đi khỏi nhà. Gia đình tôi trích xuất camera thì khoảng 12 giờ đêm qua, có một thanh niên đi ô tô đến trước cửa nhà đón con tôi rồi đi ngay sau đó. Nam thanh niên này là người Hà Giang, là bạn quen qua mạng của con gái tôi. Cả hai liên lạc với nhau khoảng 2 tháng nay. Có thể người này đã rủ rê con tôi đi khỏi nhà. Khi đi, cháu mặc áo trắng quần đỏ, chị Loan chia sẻ. Đến trưa ngày 19 tháng 9, chị Kiều Loan là mẹ bé gái mất tích thông báo gia đình đã tìm thấy con gái. Sau khi thông tin cháu mất tích được chia sẻ trên mạng, một bác tài lái xe khách nhìn thấy cháu gần bến xe Mỹ Đình đã báo cho gia đình. Hiện cậu cháu đã ra đón cháu, sức khỏe của cháu bình thường, không vấn đề gì. Xin cảm ơn cộng đồng mạng đã chia sẻ giúp gia đình sớm tìm thấy cháu. Hiện nay các cháu bé ở lứa tuổi vị thành niên rất dễ làm con mồi cho các đối tượng dụ dỗ, nên các bậc cha mẹ cần quan tâm, chia sẻ nhiều với con để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.